Một xã cao gì đâu muốn tới gần cổ quá trời. Có không? Mưa hoài. Lắm không? Ồ, con chuột này dữ nữa nè. Ồ, lụm nữa. Ừ, nó lôi qua cỏ vô luôn kìa. Qua đây có lý rồi, qua đây có lý rồi. Mình này cái đặt hai bên vậy đó hả? Mấy trụ đèn hai cái vậy. Trời. Hai tay này xổng luôn này nữa nè. Nè tới cái bài ra đặt chuột nữa nè cả nhà. Hai tóp đi cầm gọn. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay trở lại video mới nữa nha cả nhà. Hôm nay ba cô cháu nữa đi đặt lập chuột thì xin mời cả nhà đồng hành cùng với mình nha. Bắt đầu tiến hành đi đặt nha cả nhà. Đó. Mùa nước này chắc chuột có đó cả nhà. Mà hên xui nha. Bây giờ mới sửa soạn đi thôi. Hello. Chuột cồn cả nhà, chuột cồn cái này chắc ú lắm. Ở nhà nghe, hôm qua ba cậu cháu đi đặt lập chuột. Sáng này đi thăm sớm cả nhà. Mà nước nó ngập linh binh vậy nè. Đó, hôm qua thì đi đặt, hôm nay đi thăm. Hôm nay nhắc lại nước lớn mắc lội nước qua cây cầu. Đó. Đó, giờ thì mình xin mời cả nhà ha, rồi đi thăm chuột, rồi bẫy chuột ở dưới mình. Mình đo đặt mười mấy cái lập chuột. Hôm qua, hôm nay sáng nay mình mới đi thăm nè. Mà nước lớn ngập cây cầu rồi. Đâu mới thăm cái đầu tiên mà cái mắp nó bị hư rồi, thành thử ra ruột hết con hả cả nhà. Quả theo cũng được cái gì đi nè, mời cả nhà đi thăm bẫy với mình nha. Cái đầu tiên thì thấy không có lý rồi cả nhà. Đó có cái thứ hai có lý không, đầu dở lên rồi có lý rồi cả nhà ơi. Ồ, chuột bự dữ ta. Cây đâu? Ờ, rồi con chuột. Không có cây. Nè. Đưa coi. Đây, con chuột. Cầm con chuột con đó đi rồi thăm từ từ tới. Đâu cô? Tuốt dưới này luôn hả? Đu, mỗi chuột cơm bành bành không cả nhà. Hai cái lụm hai con ha. Đâu chuột này bự hơn chuột này không? Ồ cũng cỡ cho nó rồi, chuột lứa không tại hết sức đã tại. Còn cái nữa đâu? Hai cái lụm hai con hết cả nhà. Hôm nay mùa nước rồi, dễ kiếm ăn rồi đó. Nè, ông này cầm con nè. Nè, ông này cầm con nè. Đó. Bây giờ đang kiếm cái lợp chuột cũng đặt mấy ông không nhớ nè. Không nhớ giờ đi kiếm nè. Chỗ nào? Đó. Có lặt cái chuột cái lợp chứ không? Bữa nay trời chuyển mưa nữa cả nhà ơi. À, sáng mình đi ba con cháu đi thăm. Mà giờ thăm được hai cái ba cái lợp đầu không có nhưng mà hai cái lợp này chạy con chuột cơm bự lắm cả nha. Tiếp tục cái lợp tiếp tục mà mấy ông không nhớ nè. Mắc cái gì rồi? Kiểm coi hôm qua đặt nhiêu cái. Đó,
Ồ, lụm nữa hả? Không dính hả? Không dính thì thôi. Ồ, cái này bị cái gì mà không dính rồi cả nhà ơi. Đang ốc mà không dính hả? Chắc cục cũng nhum đó. Ừ. Thì nhớ bên đây 8 cái thì mình biết rồi. Xỏ vô luôn đi cục. Đợt trước tôi Dũng đặt là cũng dính phần nữa. Dính phần nữa, không dính phần nữa. Ừ. Tiếp tục cả nhà, mời cả nhà đi thăm bẫy cùng mình ha. Chuột này nó khóa lắm cả nhà ơi. Nó ăn đủ thứ rồi chứ. Mình ghét nó quá mình mới đặt nè. Có không? Rồi, chết nữa cả nhà ơi. Chết nữa rồi. Trời mưa luôn cả nhà ơi, mưa lâm râm râm nè. Chết nữa cổ rồi. 4 cái với 2 con là cũng được rồi đó, 5 năm mà cũng êm rồi đó. Rồi còn mấy cái kia rồi sao đây? Ừ. Mùa nước này chuột cơm chuột bự không cả nhà. Chuột kiếm cống à. Kiếm cống nhùm rồi. Kiếm cống. Rồi chết nữa. Bình thường thôi. Đặt hên xui. Ăn lúa mà không vô, hên xui. Năm cái lụm 2 con. Còn 3 cái không có vô luôn. Cái nữa phải không? Có không? Rồi chết nữa rồi. Cái chỗ nào có đường đi nó mới ấy. Cái này làm như nó có 2 con này. Ừ. Năm cái rồi, 6 cái rồi. Bên đây 8 cái hả? Ăn cái nữa nè, làm ngủ thấy đó. Cái gì? Chết nữa hả? Ừ rồi. Hôm nay thấy vậy chứ muốn cũng muốn thắt thu nữa nha. Mưa luôn cả nhà ơi. Đâu lạc, mới nghe mấy cái. Mới có 6 cái đó nữa. Cái nãy một cái bự nãy đó. Cái bự đó đâu có tể. Tể luôn đó. Đâu có tể cái bự. Mưa luôn cả nhà ơi. Mưa luôn rồi. Đi đi ghét đi mưa rồi. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. 2 3 cái à. Đi đi tiếp tục. Này lại cái chỗ chạy ta vô thức ăn cho cá ăn cả nhà. 6 cái đó. Cái cái trời. Quá dễ đi kìa. Qua đi nghịch đường rồi. Quá mưa rồi cả nhà. Lạc ở đây rồi. Ủa, này ta cũng có lùi gà nữa, hơi dịch. Ờ, có con nữa. Mưa quá rồi, mưa lâm râm. Đi tới đây mắc mưa cả nhà, về đục mưa. Đi luôn. Cả che cái nón đi đi. Cái bọc thì để không thấy đường cho cả nhà xem đâu. Trời mưa. Bây giờ đổi tay thăm đi. Ủa, xả cao gì đâu muốn tới gần cổ quá trời. Có không? Mưa hoài. Lắm không? Ồ, con chuột này giữ nữa nè. Ồ, lụm nữa. Ừ, nó lôi qua cỏ vô luôn kìa. Qua đây có lý rồi, qua đây có lý rồi.
bên này cái đặt hai bên như vậy đó hả? Mấy trụ đèn hai cái vậy. Trời. Chết hả? Được. Chết rồi. Cái cũng được có lý rồi. Ba con rồi còn gì nữa? Cục mà xả gì đâu cũng tới cổ luôn tại. Ờ nó sức. Móc chịch cái lại sức à. Nói xuống nói. Không phải dễ ăn đâu. Ừ. Làm dấu chỗ nào đó? Nãy giờ không nãy giờ không có thấy con chuột cũng nhum ta, chuột ấy không. Nó có không? Rồi cái này xong rồi, còn cái này đây. Hả? Không. Đi nữa hả? Rồi, chết luôn. Cơm hu ơi. Cơm. Rồi còn mấy cái nữa? Hay chết rồi. Được có ba con. Mưa lâm râm râm, có không? Rồi chết nữa. Ta đặt cặp mé không đặt, đặt trên này trời. Chết nữa rồi. Cái luồng ở đây không có. Xong. Rồi còn mấy cái nữa là xong. Chạy có ba con. Tắt thu rồi cả nhà ơi. Rồi còn đâu nữa không? Đủ chưa? Nè cái lợn ngò làm nè. Gì? Có không? Có không ơi? Rồi chết luôn rồi. Hết luôn đó hả? Rồi. Tắt máy đi. Trời. Tắt thu rồi cả nhà ơi. Giờ có ba con chuột. Rồi. Vậy là cái vùng thị sản này ít chuột đó nha. À, vùng này nè. À, hôm nay mấy cậu cháu đặt là cũng 16 cái lập chuột nhưng mà dính được có ba con nè. Đó. Còn nhiều chất quất hết rồi. Ồ, đi đặt lợp qua đây cái thấy cái bơm nước cá nó bay thấy ham luôn cả nhà, nhập gà hồ. Hết sức cá nó bay rồi. Ồ, quá thứ đẹp. Cá nó bay hết sức luôn cả nhà. Ứng nước mát nó bay lên gần rồi. Hứng nước má có bài à. Ừ, cá bành bành. Cá mì dinh không?
cuộn của động cơ máy. Đó thì sau khi đặt 16 cái lợp chuột mà dính được có 3 con à. 3 cái lợp nè. Ông cậu cũng chọn ra nè. Đó, còn mấy này là không có dính nha, 16 cái không dính. Ủa 13 cái không dính. Dính được 3 cái. Muốn cái nào cũng dính không? Cái nào cũng dính. Rồi nè, hai tay này thắt thu mặt bù hiu nè. Đó, thì video của Đông Nguyễn đến đây cũng xin tạm dừng nha. Đông Nguyễn xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Cũng rất mong cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đồng Nguyễn nha. Đồng Nguyễn xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà lại video sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Cá quay nãy cá nhảy dữ.